Phẫu thuật thẩm mỹ có đau không? Chắc là đau lắm he. Rồi làm xong có đau không? Không. À, rồi về nhà có đau không? Không. Sưng nhiều không? Không. Không sưng luôn hả? Dạ. Nói thiệt hả? Rè đi. Fantastic. Tại sao nông mũi lại không đau? À, đúng là nông mũi là cực kỳ đau luôn á. À, kinh khủng là nhiều người không có tại nông mũi nhưng đau như là hố nào mà chết đi sống lại luôn là đúng là đau. Oh my god. Khi nâng mũi thì bác sĩ dùng phương pháp nội soi để đặt sống mũi dưới màng xương. Thì đây các bạn thấy là đặt dưới màng xương sao? Da dư rất nhiều, cho dù nâng cao mà da vẫn dư nha. Tại vì chúng ta đặt dưới màng xương chứ không phải đặt dưới da. Da dư rất nhiều, da không bị giãn. Thì điều này nó tránh cho hiện tượng là mỏng da, đỏ da, bóng da. Và cái sống mũi được màng xương giữ, nó chắc chắn không? Nó không bị lệch qua lệch lại, nó tránh cái hiện tượng bị lệch, nó tránh hiện tượng bị tụt sống. Cho nên là nhìn nó rất là tự nhiên. Và mình nội soi dưới màng xương, cho nên là cái sưng bầm nó cũng rất ít, như bạn này là không sưng không bầm luôn em ha. Dạ. Rất là tự nhiên. Rồi, chấm điểm cho bệnh viện được mấy điểm? 10 điểm. 10 điểm, ưng ý không? Ừ. Bạn bè có ai khen không? Có, bạn em chuẩn bị về. Ok. Nâng mũi an toàn và chất lượng.